nay thì mình sẽ làm review về một cái sản phẩm của nhà Diodinori. Nó tên là Buffet Multi Technology. Đây là cái sản phẩm mà hỗ trợ nhiều cho cái quá trình chống lão hóa cũng như là giúp cho da mình được căng mướt. Đầu tiên thì mình sẽ nói về bảng thành phần ha. Với giá là 550.000 cho 30ml thì cái bảng thành phần nó rất là khủng. Ấn tượng nhất cái mình á, nó là 6 loại peptide, thì mình sẽ để tên chi tiết ở đây cho các bạn dễ đọc. Nếu các bạn có nghiên cứu về peptide thì các bạn biết là cái chất này sẽ giúp rất là nhiều cho cái việc chống lão hóa cũng như là giúp cho da mình có cái độ săn chắc nè và nó mướt, các bạn thấy có cái độ bóng nhẹ. Bên cạnh peptide thì còn có allantoin và lysine, thì đó là hai chất sẽ giúp chống oxy hóa nè, làm da mình phục hồi nhanh hơn, tốt hơn và cũng giúp rất là nhiều trong cái việc chống lão hóa bởi vì nó cũng sẽ làm tăng sinh collagen. Còn có thêm cả glycerin cũng như là sodium hyaluronate, đó là một chất để mà cấp ẩm tốt. Mặc dù có nhiều thành phần trong cái chai nhỏ xíu như vậy nhưng mà mình đánh giá cái khả năng giúp là tăng sinh collagen nè, cũng như là giúp da mình căng mướt và chống lão hóa là cái chức năng vượt trội nhất và gọi là đáng để bỏ tiền mua sản phẩm này nhất. Còn về chức năng dưỡng ẩm thì mình thấy nó chỉ ở mức độ nhẹ thôi, kiểu như nó không làm cho da mình khô hoặc là bị khó chịu trong quá trình sử dụng sản phẩm này. Nếu mà các bạn nào chưa từng sử dụng qua sản phẩm của Diodinori á thì các bạn sẽ cảm thấy cái mùi này nó sẽ hơi khó chịu bởi vì cái nó hăng hăng và mình có cảm giác nó tương tự với lại cái loại niacinamide, nhưng mà nó không lưu lại trên da của mình nhiều. Và khi mình sử dụng với những sản phẩm mà không có cái mùi hương kiểu hương nước hoa á, thì mình cảm thấy an tâm hơn bởi vì thật sự cái nước hương nước hoa đó nó không có đem lại cái giá trị gì hết ngoài việc thơm thơm và làm da mình bị khô. Về kết cấu thì nó là dạng trắng đục và nó khá là đặc. Khi mà khi sử dụng á, các bạn nhỏ lên da mình khoảng tầm 4 giọt đi, trán nè, hai bên má và dưới cằm, thì mình sẽ thoa được hết cho cả khuôn mặt và phần cổ. Về cách sử dụng và kết hợp với những sản phẩm khác thì mình thấy sản phẩm này khá là dễ để kết hợp với những dòng khác. Tuy nhiên nó cũng sẽ có những cái thành phần mà mình nên tránh sử dụng chung trong cùng một cái buổi chăm sóc da. Đó là retinoid cũng như là những cái dạng axit mà nó quá gắt. Như mình nói ở đầu video thì sản phẩm này sẽ có giá là 550.000 cho 30ml. Thì một chai này nếu các bạn sử dụng với tần suất là khoảng 2 đến 3 lần trong một tuần và mỗi lần các bạn sử dụng 4 giọt đi, thì đâu đó khoảng 2 tháng các bạn sẽ sử dụng hết chai này. Các bạn nên kiên trì sử dụng khoảng tầm 2 chai thì cái hiệu quả trên da của mình nó sẽ thấy rõ hơn và nó duy trì được lâu hơn. Với mình thì cái sản phẩm này nằm ở mức giá là chấp nhận được bởi vì cái hiệu quả đem lại khá là tốt nè, cải thiện kết cấu da nè, cũng như là các bạn thấy da nó có một cái độ đàn hồi căng mướt. Tuy nhiên nhà Diodinori vẫn sẽ còn một cái sản phẩm khác mà nó có hiệu quả khủng khiếp hơn nữa, đó chính là cái dòng Buffet mà nó kết hợp chung với lại Copper này. Thì cái sản phẩm này thì nó mắc hơn nhiều nhưng mà cái hiệu quả thì rất là tuyệt vời, và toàn bộ những cái thông tin về sản phẩm mà Buffet có Copper này sẽ được mình up vào video tuần tiếp theo ha. Cho nên là cảm ơn các bạn theo dõi video của mình và nhớ đón xem video tuần tiếp theo nha.